nằm bên bờ Thái Bình Dương. Đại diện cho sự đa dạng địa lý, pha trộn hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Nền văn hóa bản sắc hòa quyện ngọt ngào hiện hữu qua những thành phố thịnh vượng. Từ dãy Himalaya hùng vĩ đến vùng sa mạc bao la Nam Á. Từ rừng nhiệt đới xanh mướt Đông Nam Á đến những bình nguyên rộng lớn khắp cõi Mông Cổ. Châu Á khởi nguồn từ những nền văn hóa cổ xưa như Sumer, Mohenjo-Daro hay Trung Quốc cổ đại, cho tới sự hình thành của các đế quốc lớn như đế chế Mông Cổ. Châu Á từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi và sớm trở thành cái nôi lớn của nền văn minh nhân loại. Xuyên suốt hàng ngàn năm phát triển, châu Á với sự đa dạng về văn hóa, dân tộc và kinh tế đã vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế địa chính trị quan trọng bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển như vũ bão là những rủi ro, thách thức tiềm tàng về an ninh chính trị, nguy cơ về tương lai của những xung đột dường như đã được dự đoán trước. Vậy tương lai của châu Á có nên được đặt một dấu hỏi? Và chiến tranh quy mô lớn còn có thể xảy ra ở lục địa này hay không? Trước khi đi vào nội dung chính, xin cảm ơn Helios đã tài trợ cho video ngày hôm nay. Xin giới thiệu tới các bạn chương trình Helios Black Friday. Sale 25% tới 60% toàn bộ sản phẩm. Chương trình sale lớn cuối cùng trong năm tại Helios. Sale off 25% toàn bộ chế tác bạc và kính. Sale off 45% các sản phẩm hợp kim. Đây là thời cơ cuối cùng để anh em có ngay cho mình những thiết kế phụ kiện ưng ý trước khi chúng out of stock. Chương trình áp dụng từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11. Nếu không phải bây giờ thì không bao giờ trong năm này có cơ hội ưu đãi đặc biệt này. Trước khi bắt đầu, để cập nhật những kiến thức thú vị bổ ích nhất về quân sự cũng như ủng hộ ekip, các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo ngay khi video mới ra mắt. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với nội dung chính. Nếu như chúng ta quan niệm về chiến tranh giống như ông cha ta, rằng chiến tranh là những cuộc xung đột lớn mang tính chiến lược giữa các cường quốc, cướp đi cuộc sống yên bình của hàng triệu người và làm đảo lộn trật tự thế giới, thì chiến tranh dường như không còn có thể xảy ra ở châu Á. Vậy tại sao? Đầu tiên, hãy nhìn lên bản đồ. Hơn 30 năm qua, khu vực Đông Á đang được hưởng một nền hòa bình kéo dài ổn định, trong khi tại khu vực Đông Bắc Á, các quốc gia hùng mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản hay thậm chí ngay cả Hoa Kỳ khi có mặt tại đây vẫn đang duy trì mối quan hệ hòa bình, hợp tác. Hơn thế nữa, ngoài những sự cố nhỏ tại quần đảo Trường Sa, không một cường quốc lớn nào ở Đông Á sử dụng vũ lực trực tiếp để chống lại các nước khác tại khu vực châu Á kể từ sau chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Trong 40 năm qua, thành viên của ASEAN đã cam kết không dùng vũ lực để gây xung đột. Những vấn đề khó liên quan đến Đài Loan, Triều Tiên hay quần đảo Trường Sa về mặt cơ bản vẫn được giải quyết dựa trên ngoại giao và hòa bình, chứ chưa có động thái xung đột quá mức cần thiết nào. Song hành cùng với sự ổn định, thì nền kinh tế châu Á hiện đã hội nhập toàn diện với dòng chảy ngày càng nhanh từ hàng hóa, dịch vụ, đầu tư lẫn nguồn nhân công dồi dào hay sự ra đời của hàng loạt tổ chức như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC. Những tổ chức này dù còn khá khiêm tốn so với châu Âu, tuy nhiên đây chỉ ít cũng là một khởi đầu cho việc xây dựng tổ chức có khả năng quản lý vấn đề khu vực trong nhiều thập niên tới. Như vậy, người ta rất khó hình dung ra một cuộc chiến tranh chiến lược theo nghĩa truyền thống lại có thể xảy ra ở một châu Á như hiện nay. Thế nhưng, nếu trật tự ở Đông Á khiến người ta nghĩ rằng chiến tranh dường như là điều không thể, thì câu hỏi liệu chiến tranh có xảy ra ở châu Á trong tương lai hay không còn phụ thuộc vào câu trả lời đối với câu hỏi có phần sâu xa hơn. Liệu châu Á có khả năng duy trì trật tự mà nó đã có trong suốt những thập niên qua hay không? Có thể nói, trong trật tự thế giới mới này, nguy cơ xảy ra những cuộc xung đột truyền thống lớn dường như luôn có chiều hướng giảm đi. Tuy nhiên, vẫn tồn tại hai cách nhìn song song về tương lai của lục địa lớn nhất hành tinh. Một số người thì có xu hướng coi trật tự hòa bình mà châu Á có là một thực tế bền vững. Họ tin rằng cá nhân hay các nhà nước lớn chỉ có rất ít hoặc không có quyền điều khiển, tác động tới tiến trình lịch sử vốn đã sản sinh ra chính trật tự đó.
Họ tin rằng trật tự hòa bình đó sẽ tồn tại lâu bền bất chấp những hành động từ cá nhân hay chính sách của các quốc gia. Nghe có vẻ khá bi quan và bảo thủ phải không? Bên cạnh đó, một vài người khác tin rằng đó là sản phẩm tạo ra bởi sự may mắn, chủ yếu tới từ những quyết định đúng đắn của các lãnh đạo quốc gia. Do đó họ không cho rằng nền hòa bình ở châu Á sẽ kéo dài mãi mãi, và trái lại họ tin là nếu không có sự cố gắng, những quyết định khôn ngoan cùng sự may mắn, thì nền hòa bình rất có thể sẽ biến mất. Công bằng mà nói, quan điểm thứ hai có lẽ có sức thuyết phục hơn, bởi khá nhiều căn cứ chứng minh càng ngày càng khó để duy trì trật tự đã thúc đẩy nền hòa bình ở châu Á trong những thập niên gần đây. Một số chuyên gia cho rằng tăng trưởng kinh tế đang dần làm xói mòn các nền tảng trật tự cũ trong khu vực và công cuộc xây dựng một trật tự mới còn chưa được bắt đầu. Nhưng một khi được bắt đầu, nó sẽ đòi hỏi một vài cường quốc trong khu vực phải có sự nhượng bộ nhất định đối với những quốc gia nhỏ bé hơn. Dĩ nhiên, khó có cường quốc nào sẵn sàng làm như vậy, hoặc trừ khi họ hiểu rõ rủi ro nếu một trật tự mới như vậy không được thiết lập. Nếu họ không sẵn sàng thay đổi cách suy nghĩ về trật tự ở châu Á và vị trí của họ ở trong trật tự này, thì một cuộc chiến tranh khủng khiếp mang tính hệ thống hoàn toàn có thể xảy ra. Để hiểu rõ rủi ro đối với trật tự châu Á ngày nay, chúng ta cần xem xét trật tự đó đã hình thành và phát triển như thế nào trong suốt quá trình 10 năm, từ 1965 đến 1975. Trong thập niên đó, hầu hết những căng thẳng đe dọa tới Đông Á lẫn Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đã được giải quyết ổn thỏa. Thất bại của Hoa Kỳ tại chiến trường Việt Nam đã góp phần hình thành nên mối quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Mặc dù từ những năm 1970, Tổng thống Richard Nixon đã trực tiếp tới thăm Bắc Kinh để thiết lập mối quan hệ bang giao. Kể từ đó, Mỹ đã có mối quan hệ tốt với cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản, còn giữa Trung Quốc, Nhật Bản cũng tồn tại một mối quan hệ ổn định về mặt kinh tế, nếu không tính những xung đột nhỏ lẻ trên biển. Do đó mà nguy cơ về một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa các cường quốc hàng đầu châu Á gần như đã được đẩy lùi. Cơ chế này thường biết tới với cái tên đảm bảo kép. Trong đó, Mỹ đảm bảo an ninh cho đồng minh Nhật Bản trước Trung Quốc, và ngược lại, đảm bảo Trung Quốc đại lục cũng sẽ an toàn trước xứ sở mặt trời mọc. Và tất nhiên, quỹ đạo phát triển của Trung Quốc, siêu cường số 1 châu Á, chính là trọng tâm trong câu chuyện này. Sau hàng thế kỷ loạn lạc cùng nhiều thập niên nội chiến, Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng cũng tái thành lập một chính quyền trung ương vững mạnh kể từ năm 1949. Đây là thành tựu đáng ghi nhận, nhưng chính quyền mới cũng tồn tại vài điểm yếu. Đầu tiên, ý thức hệ chính trị đã khiến cho Bắc Kinh phải chịu thách thức trật tự chiến lược do phương Tây và Mỹ chi phối ở châu Á. Kéo theo đó là cuộc cạnh tranh lâu dài với xứ sở cờ hòa về tư tưởng lẫn chiến lược. Thứ hai, những thập niên đầu ngay sau khi cách mạng Trung Quốc thành công, hàng loạt khó khăn cũng như hạn chế về chính sách kinh tế đã kìm kẹp xứ sở tỷ dân trong việc tận dụng tối đa những cơ hội mang lại bởi việc tái thành lập một chính quyền trung ương vững mạnh nhằm phục hồi vị trí truyền thống của mình trên đỉnh tháp quyền lực Á Châu. Cuối thập niên 1960, Trung Hoa đại lục bắt đầu từ bỏ tư tưởng chống phương Tây, đồng thời mở cửa cải cách đổi mới, khiến từ đó trở đi, xứ sở tỷ dân ngày một thịnh vượng. Người ta cho rằng, chính quyết định của Trung Quốc về việc thích ứng với trật tự do Mỹ ảnh hưởng ở Đông Á đã mang lại những thập niên hòa bình cho lục địa lớn nhất hành tinh. Đây là một bước tiến lớn, đòi hỏi gã khổng lồ Á Châu phải từ bỏ nhiều mục tiêu về tư tưởng lẫn tham vọng đã đặt ra trước đó. Bởi họ luôn lo ngại rằng sự phát triển kinh tế khủng khiếp mà Nhật Bản thực hiện sẽ đồng nghĩa với việc Bắc Kinh không thể thống trị châu Á ngay cả khi Mỹ có rút lui. Về phía Nhật Bản, các tính toán lại có điểm khác biệt hơn. Kể từ khi thành lập lực lượng phòng vệ thay thế quân đội sau chiến tranh thế giới thứ hai, khả năng Nhật Bản tự đảm nhận trách nhiệm cho an ninh của mình đã đặt ra những thách thức về chính sách đối ngoại đáng lo ngại, cũng như nhiều xáo trộn trong nước, đồng thời mang lại hàng loạt hệ quả nghiêm trọng về tài chính. Theo vào đó, một số người Nhật lo ngại rằng nếu Bắc Kinh trở nên thỏa hiệp hơn, Mỹ sẽ trở nên thân thiết hơn với phía Trung Quốc thay vì chính mình. Bởi đối với Tokyo, họ vẫn muốn Hoa Kỳ duy trì sự can dự nhất định cũng như vai trò đồng minh chính của Nhật ở châu Á, bất chấp xứ sở mặt trời mọc phải chấp nhận những hạn chế nghiêm trọng đối với tự do hành động của mình. Đối với Washington, thỏa thuận đảm bảo kép cũng yêu cầu một sự nhượng bộ lớn về chính trị trong thập niên những năm 70 thế kỷ trước. Đó là chấp nhận tính chính đáng của một tư tưởng khác biệt mà Trung Quốc theo đuổi.
Quyết định nhượng bộ mà Washington tính toán có cả khía cạnh khu vực lẫn thế giới. Trong đó về mặt khu vực, một sự thỏa hiệp với Trung Quốc là hoàn toàn cần thiết để kết thúc ý định tạo dựng một trật tự chống phương Tây ở châu Á, tạo điều kiện cho Washington rút khỏi Việt Nam mà không phải chịu các hậu quả chiến lược về sau. Về mặt quốc tế, thỏa thuận này củng cố vị trí của Mỹ ở châu Á khi đối diện với Liên Xô, và thực tế đã chấm dứt nguy cơ Liên Xô có thể thách thức nghiêm trọng sự tập trung quyền lực mà Mỹ có ở khu vực Đông Bắc Á. Từ đó trở đi, trọng tâm chiến tranh lạnh đã dịch chuyển về phía Tây. Thỏa thuận đó thực tế đã mang lại cho Mỹ nhiều thứ hơn so với những gì mà cha đẻ của nó là Tổng thống Nixon và Henry Kissinger đã kỳ vọng. Mục tiêu đầu tiên mà họ hướng tới chủ yếu mang tính phòng thủ. Họ muốn tạo dựng một vị thế có khả năng loại bỏ tất cả các cơ hội tiến tới vị trí thống trị Đông Á của Moscow, hòng thực hiện mục tiêu chiến lược kinh điển mà Mỹ ấp ủ là ngăn chặn sự nổi lên của bất kỳ cường quốc thống trị nào ở cả hai mặt trận là châu Âu và Đông Á. Tuy nhiên, như đã nói, trật tự mà châu Á đã có đang dần chịu sức ép khủng khiếp. Nguy cơ về một châu Á bất ổn và kém phồn vinh hơn so với những thập niên 1970 ngày càng tăng do trật tự hậu chiến tranh Việt Nam. Mặc dù hòa bình và hợp tác đã thúc đẩy phát triển kinh tế, thế nhưng chính sự phát triển đó đã ngấm ngầm làm sói mòn các nền tảng của trật tự đã nuôi dưỡng nó. Ở châu Á ngày nay, lực lượng chính thúc đẩy thay đổi trật tự quốc tế vẫn chính là sự phát triển kinh tế của ông kẻ số 1 châu lục, Trung Quốc. Sức mạnh kinh tế mà xứ sở tỷ dân sở hữu đã thay đổi chóng mặt kể từ năm 1972, khi Nixon đến Bắc Kinh cùng nền tảng trật tự hậu chiến tranh Việt Nam được gây dựng. Trật tự ấy không đơn thuần chỉ bằng so sánh số liệu GDP, mà còn về cả vị thế mà Trung Quốc nắm giữ như một nước cho vay, cùng vai trò cỗ máy tăng trưởng toàn cầu tới từ nền kinh tế nước này. Nếu Trung Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ, những thay đổi tích tụ trong tương quan quyền lực sẽ làm sói mòn dần trật tự tại Á Châu. Để giữ vững hòa bình, một trật tự mới cần được xây dựng. Trật tự này phải phản ánh mối tương quan quyền lực mới, đảm bảo quyền lợi nhất định với các quốc gia nhỏ bé hơn, cũng như hài hòa giữa lợi ích của những cường quốc trong châu lục. Và nếu trật tự mới không được xây dựng, không gì có thể đảm bảo cho nền hòa bình bền vững. Trong đó trọng tâm của vấn đề là sự tồn tại, đồng thời không thể tránh khỏi, nhưng không ai ngờ tới giữa chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa. Trên lý thuyết, các thuộc tính quốc gia trở nên kém quan trọng hơn khi toàn cầu hóa thay đổi cuộc sống con người, làm cho những cường quốc giảm sút quyền lực, ảnh hưởng và không được như trước đây nữa. Nhưng trong thực tế, mọi chuyện lại xảy ra ngược lại khi mà một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ phát triển mạnh hơn nhờ vào toàn cầu hóa. Họ lại dần ứng xử giống với nhà nước truyền thống hơn. Và khi tất cả mọi người trên thế giới sống trong mối liên kết toàn cầu, các nước này đã không giảm mà thậm chí còn gia tăng việc gắn mọi thứ với nguồn gốc quốc gia của họ hơn. Không những không khiến cho hình thái quốc gia dân tộc trở nên lu mờ đi, toàn cầu hóa dường như đang tạo nên một thế giới được cấu thành bởi nhiều các cường quốc mạnh hơn so với trước đây. Chắc chắn điều này đang xảy ra ở châu Á, nhưng không chỉ do Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, mà có lẽ trong tương lai sẽ có cả Hàn Quốc hay thậm chí Indonesia. Tất cả sẽ giành vị thế cường quốc trong vài thập niên tới. Đã nhắc nhiều về trật tự châu Á cả trong quá khứ lẫn dự đoán trong tương lai. Vậy hiện nay có những điểm nóng nào có thể khiến xung đột xảy ra tới mức đáng báo động? Đầu tiên, điểm nóng Đài Loan. Sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo Đài Loan vào tháng 8 năm 2022 đã ngay lập tức khiến Trung Hoa đại lục phản ứng đầy thịnh nộ, khiến nhiều nước trong khu vực căng thẳng. Bắc Kinh nhìn chuyến thăm như một sự thách thức trực tiếp hiện trạng tại vùng lãnh thổ này có từ cách đây 5 thập kỷ, trong đó Mỹ công nhận chính quyền Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc. Trung Quốc đã thực hiện ngay các cuộc diễn tập bắn đạn thật xung quanh Đài Loan, khiến dư luận lo ngại Bắc Kinh có thể phong tỏa vùng lãnh thổ này và bình thường hóa trạng thái căng thẳng đó đối với Đài Loan. Mặc dù cả xứ sở tỷ dân lẫn Hoa Kỳ đều từng chứng kiến nhiều vụ khủng hoảng liên quan đến Đài Loan trong quá khứ, nhưng giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh xung đột Ukraine và Nga hiện nay, Trung Quốc có thể sẽ có động thái hành động mạnh tay hơn. Chen Guanting, Tổng Giám đốc tổ chức nghiên cứu mang tên Quỹ NextGen Đài Loan, nhận định, có khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng chiến tranh kinh tế và tài chính trong vài năm tới, nhưng cũng không loại trừ khả năng chiến tranh nóng ở mức quy mô lớn. Tuy nhiên, cả chính quyền lẫn người dân Đài Loan vẫn đang ý thức rất rõ về nguy cơ xung đột quân sự có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Đồng thời, sự hiện diện thường xuyên của quân đội Mỹ tại khu vực này có lẽ sẽ khiến những người đứng đầu Bắc Kinh phải suy tính rất kỹ trước khi có bất kỳ động thái chiến lược nào. Tiếp theo,
Trung Quốc với Ấn Độ. Đỉnh dãy núi Himalaya đã là nơi đối đầu giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong hàng thập kỷ qua. Thậm chí hai nước đông dân nhất châu Á này từng trải qua một vài cuộc xung đột chóng vánh vào năm 1962. Kể từ đó, quân đội hai nước thường xuyên giáp mặt với nhau ở vùng đất này. Trong một vài năm, xung đột Trung Ấn tập trung vào thung lũng Gangwon nằm ở vùng đông Ladakh tại độ cao 5.000m so với mực nước biển. Binh sĩ hai bên thường không được cấp trên trao súng nhằm hạn chế nguy cơ leo thang quá mức cần thiết, nhưng vẫn có nhiều lúc tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Vào mùa hè năm 2020, cuộc đối đầu giữa đôi bên trên một con đường lớn đã làm tình hình xấu đi nhanh chóng với màn đánh giáp lá cà giữa lính Trung Quốc và Ấn Độ. Hậu quả, 12 lính Ấn Độ cùng 4 lính Trung Quốc đã tử vong. Srikant Kondapalli, giáo sư Trung Quốc học, hiệu trưởng trường quốc tế tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi, Ấn Độ, nhận định một cuộc xung đột lớn giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong 5 năm tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Còn Trung Quốc với Nhật Bản thì sao? Mặc dù về mặt kinh tế, hai quốc gia vẫn thể hiện hòa ý khá lịch sự mà phần nào là có sự ảnh hưởng bởi người Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng liên quan đến các đảo ở biển Hoa Đông có thể sôi nổi trở lại sớm hơn dự kiến. Vào đầu tháng 8 năm 2022, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Tokyo đã thực hiện một cuộc diễn tập quân sự mô phỏng cuộc khủng hoảng quanh quần đảo Senkaku điếu ngư đang do Nhật Bản quản lý trên thực tế, nhưng phía Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Trong mô phỏng này, lấy bối cảnh vào tháng 8 năm 2027, 200 tàu cá Trung Quốc tiến lại gần quần đảo điếu ngư với một số ngư dân được vũ trang nhằm ám chỉ họ là lực lượng đặc biệt. Sau đó, một số tàu cá đâm va với tàu tuần duyên Nhật Bản và hàng chục ngư dân đổ bộ lên các đảo. Thực tế, vào tháng 12 năm 2008, Trung Quốc đã có nỗ lực giành quyền kiểm soát đối với quần đảo này khi hai tàu của chính quyền Trung Quốc lần đầu tiên tiến vào vùng biển sát xung quanh quần đảo Senkaku. Hai tàu này ở lại đó trong 9 tiếng đồng hồ, bất chấp những lời cảnh báo từ phía tuần duyên Nhật Bản. Vào tháng 9 năm 2012, Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku, bất chấp việc rất nhiều tàu bên phía chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả tàu đánh cá lẫn tàu tuần duyên tiến vào vùng biển sát quần đảo này hàng ngày, gây ra tình thế vô cùng căng thẳng giữa hai nước. Cùng với điểm nóng Đài Loan, nếu xung đột vũ trang xảy ra, thì khả năng Trung Quốc động thủ với quần đảo điếu ngư dường như có thể dự đoán trước. Tất nhiên rồi, không thể không nhắc tới Triều Tiên với Hàn Quốc. Trên thực tế, hai miền bán đảo Triều Tiên mới chỉ ký hiệp định đình chiến năm 1953, tức là dân tộc này vẫn đang hoàn toàn ở trong tình thế chiến tranh. Mặc dù có thời điểm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay và ôm lấy nhau bên trong khu phi quân sự giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên, người ta bắt đầu hy vọng nhiều về một cuộc hòa giải dân tộc. Thế nhưng Hàn Quốc đã dần thay đổi thái độ khi tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đắc cử vào tháng 5 năm 2022 để ưu tiên đảo ngược những hòa dịu mà Hàn Quốc đạt được dưới thời Tổng thống Moon. Ông Yoon cho nối lại hàng loạt cuộc tập trận với Mỹ, tập trung vào một chiến lược quân sự với nội dung rất rắn với bản lãnh đạo Triều Tiên trong tình huống nổ ra chiến tranh giữa hai nước. Ngược lại, về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng dùng những ngôn từ tiêu cực để gọi chính quyền Tổng thống Yoon. Ông Kim nhấn mạnh rằng Triều Tiên hoàn toàn được chuẩn bị để phản ứng lại mọi tình huống khủng hoảng và gian đe hạt nhân của đất nước chúng ta cũng sẵn sàng để huy động nếu cần thiết. Ngoài ra, gần đây còn có cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, sau cùng, trong ánh sáng của hòa bình, tất cả chúng ta phải nhớ rằng chiến tranh luôn là một lựa chọn sai lầm, mang theo đau thương và hủy hoại. Châu Á, với tất cả vẻ đẹp và sự đa dạng của nó, không nên trở thành chiến trường đổ nát, mà thay vào đó nên là ngọn đèn phản chiếu tinh thần hòa bình và hợp tác. Để xây dựng một tương lai rạng ngời cho châu Á và thế giới, chúng ta phải tập trung vào nền tảng chung của sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau. Hãy để châu Á trở thành một ví dụ cho sự đoàn kết và hòa bình, để con đường chúng ta đi qua là con đường của sự thịnh vượng và tương lai tự do. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của Kiến thức Quân sự. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ, thay mặt ekip, Vinh xin chào và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.